Yeah, Corey. Okay. Di chuyển hai bên này. Đó cùng rồi. Này. Di chuyển. Đuôi dế. Phải gần lại như này mọi người nhìn thấy. Mọi người nhìn này. Cái quá nham nhở. Ok, bắt đầu vào xử lý nó này. Coi chỗ này, mình bắt đầu. Cô hoa nhỉ ơi. Khách nhuộm lúc buổi trưa. Có ai xem không? Chưa. Có ai xem đúng không? Đây cái gáy này mọi người. Muốn cắt cao. Cắt cao mà không bị chổng. Mình sẽ sử dụng kỹ thuật xê lõm ở đây. Con gái này vẫn giữ được. Nó sẽ chổng lên đó. Rồi thấy nó chỉ không? Sau đấy thì sẽ bấm bằng. Thế này. Xa xa ra một chút. Cắt xe lõm rồi bấm bằng này. Bấm bằng này lấy độ dài. Được chưa nào? Lấy độ dài xong. Người đấy đang rất là chỉa lên rồi. Người thấy là đang rất là chỉa lên. Quan trọng là lớp này. Tông ủi lên.
thể xử lý nó được. Đấy, mọi người thấy. Cho nó hành xuống. Ở đây mình lại không cắt C lõm mà mình phải cắt A. Bước thứ hai là cắt A này. Cắt A để làm gì? Cắt A để làm gì? Cắt A để mình lấy độ nặng bè cái phần cái đường viền nó bị chởn lên đấy. Vẫn còn chồng đúng không? Tiếp tục. À tiếp. Tiếp tục chúng ta cắt một lớp. Nhưng mà mọi người thấy có thể là A cũng được, nhưng ở đây chúng ta sẽ cắt tiếp tục là C lõm. C lõm để lấy cái độ phồng ở phía trên này, phía dưới này vẫn giữ còn để nó đè tiếp xuống. Đó. Giật lên này, giật lên kính của em. Tiếp tục C lõm ở phía trên. Tiếp tục kỹ thuật C. Tiếp tục kỹ thuật C. Sau khi thực hiện kỹ thuật C rồi, trả xuống A để bấm hết cái đường cửa đi. Trả xuống để bấm thừa đi. Thực hiện bên này tương tự. Bên này thì sử dụng kỹ thuật C. Tiếp tục là C. C tiếp. C tiếp. Trải xuống. Cắt bỏ cửa. Cái này nó còn dư vẻ để nó đè xuống. Cái này dư. Bỏ. Cái bắt đầu nó nặng hơn. Cái gáy lúc này nó vừa nặng, nặng nhưng mà lớp này vẫn cao lên để tí lấy độ phồng. Đúng rồi. Chất lặng này. Bye bye em, cảm ơn mấy. Dạ chị. Vừa rồi chúng ta chia dọc thì bây giờ chúng ta lại check ngang. Chia dọc check ngang, chia ngang thì check dọc. Độ nặng vẫn còn nhưng mà lớp thì đã được giật lên khá là cao rồi, chứ không phải là toàn bộ là A đâu. C kết hợp với cả A mà phải dùng là C lõm. Lớp ở phía trên này thì mình lúc này mình có thể cắt B được rồi. Ok, cắt B được rồi. Em cho la xem lại cái gáy. Đó, cái gáy rất là xoáy. Đúng không? Đó. Xoáy rất nhiều. Sử dụng kỹ thuật này thì nó sẽ làm cái gáy của mình được nằm xuống mà gáy được cao lên, gáy vẫn cao, mình không cần phải tông đơ lên nữa. Nhưng mọi người sẽ phải ủi cái phần này đi. Ok, lớp trên này là mình sẽ sử dụng kỹ thuật B. Ok, finito.